Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh nhá. Shop online Tân Ánh với 5 đầu số điện thoại quen thuộc này. Các bác thường xuyên liên lạc nhá. Shop đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Shop là bán hàng online, ship hàng COD qua đường bưu điện ở Viettel. Đi toàn quốc các bác nhá. Rất là nhiều mặt hàng đa dạng từ phụ kiện săn bẫy, đồ ngụy trang với những dụng cụ phục vụ nông nghiệp nhá. Hôm nay shop giới thiệu với các bác một cái sản phẩm phục vụ cho các bác làm nông, đó là chiếc kéo cắt cành trên cao nhé. Chiếc kéo cắt cành trên cao, cái mẫu này là mẫu 3m nhé các bác nhé, mẫu 3m, cái mẫu 4m là nó chưa có hàng. Đây này các bác này, đây là cái tay cầm của nó này, tay cầm, đây là coi tay cầm chun cho mình nhớ êm ái nhé. Đấy, tay cầm chun êm ái. Thì cái này ấy, nó có một con ốc, một con ốc chốt ở đây. Thì các bác khi đưa lên ấy, ở cái vị trí nào ấy, thì các bác phải cầm cái chuôi này, các bác xoay, xoay cả được một vòng tròn để cho nó hợp lý nhé. Cái như này ấy, là nó đang ở chế độ khóa, ở chế độ khóa nhé các bác nhé. Ở chế độ khóa có nghĩa là trên đầu. Đây, cái này ra cho các bác xem này. Trên đầu là khóa nữa lại như này, gọi là chế độ khóa này. Thì bây giờ tôi nhả ra, nhả ra nhé. Ông quay xong. Này tôi nhả này ra này. Thì các bác nhìn cái lưỡi trên đầu này. Đấy, nó sẽ nhả ra nhá. Khi các bác đưa vào cành, các bác kiếm được đúng mục tiêu vị trí rồi thì các bác bóp. Đây. Ví dụ như là cành như này các bác cần xoay là cho tiện tay các bác xoay nhá. Còn cái ống này, này ống chun cầm tay này để cho nó êm. Thì các bác phải tuốt lên tuốt xuống tùy theo cái giải tay dài của các bác ngắn hay là dài. Các bác phải tuốt lên trên này. Đây là các bác bóp này. Bóp đấy, mũi kéo này, mũi kéo ở trên đây sẽ sập vào nhé, để làm đứt cành. Đấy. Thế các bác không bóp vào cái khóa ấy, thì là nó sẽ nhả ra luôn. Thế còn trường hợp khi các bác bóp vào rồi, các bác khóa lại này, khóa lại để kẹp cành cây ấy, thì các bác sẽ khóa lại đây. Thì cái lưỡi ở trên này này, nó sẽ không nhả ra nữa nhé, nó sẽ không nhả ra nữa. Đấy, nha các bác nha. Đây. Đó, tôi nhả khóa ra nhé. Các bác lưu ý này, muốn tuốt ra đây này thì các bác phải nhả khóa ra. Nhả khóa ra như này. Đây là cái chốt nhé. Đây là cái chốt. Các bác bóp cái chốt này này. Cái này là bản thân cái kéo này là dài 3m. Dài 3m và một cái thân như này nhé. Một thân như này là chỉ mới dài có 1m8 thôi. Dài 1m8 thôi, mình phải kéo thêm nữa thì mới đủ 3m nhé. Kéo thêm bằng cách này là các bác nhả khớp vào đây này. Và các lôi ống vào lên. Mỗi cái vị trí này anh quay ngang. Đấy, mỗi vị trí này là có một cái lỗ chốt này. Ví dụ các bác muốn để ở đây thì các bác cài chốt vào đây. Còn các bác muốn dài hơn thì các bác chốt xuống cái lỗ dưới này. Đấy. Đấy. Chốt lỗ dưới này là sẽ chắc lại nhá. Đấy, kéo tiếp xuống dưới. Rồi. Đây. Cái chỗ này là nó sẽ có 1 2 3 4 5 lỗ chốt nhá, 5 lỗ chốt. Lỗ thứ 5 là lỗ chốt trên cùng. Lỗ dưới cùng của lỗ này. Thì các bác vị trí cuối cùng là chính là cái lỗ này. Đấy, tạch một cái là chốt lại. Thì bây giờ cái kéo này sẽ là đạt vị trí là 3m nha các bác nhé. Đấy, 3m. Đây. Đấy, các bác nhìn này, đầu trước ở trên kia này. Đây. Quay ngang này. Đấy, đây là 3m nhé. Đấy, anh đứng quay ngang kéo thẳng lên, đi lên. Anh đi lên là đứng đầu thế. Đấy, trên kia kìa. Anh quay đứng lên. Không phải, anh đứng người lên đấy. Đấy. Rồi, đây là đầu thước này. Thì phía dưới này là báo là 3m nhá. Thế cái kéo này chính là 3m. Thì giờ tôi sẽ cắt thử cho các bác xem luôn nhá. Cắt thử cho các bác xem luôn. Đấy. Này, cắt thử cho các bác xem nhá. Bây giờ thì nó không có quả, không có quả nhãn mà sẽ có quả xấu. Đây, nhé. Đây có chùm xấu này. Đây nha các bác này. Các bác miền Bắc thì không biết cái quả này, miền Nam không biết quả này nhá. Đây là cái chùm xấu. Các bác lưu ý này. Cái thân trên này này. Thân trên này ấy, với cái ống này ấy, là nó sẽ cố định với nhau, nó không có lắc được nhá. Không có lắc được nhá. Và cái lưỡi này cũng vậy. Nó sẽ cố định lại, nó không lắc được nhá. Nó là một khối chắc như này.
Bây giờ ấy, cái bộ phận xoay ấy là chính là cái bộ phận dưới này. Bộ phận xoay dưới này là tay cầm này. Tay cầm cho mình xoay này. Và cái tay bấm này cho mình xoay để được cái vị trí hợp lý với cái mũi kéo. Ví dụ như đây, tôi để cái kéo vào đây. Thế là kéo vào đây. Ví dụ như em quay dưới tay này. Tay này nó bị lệch như này nhá, nó lệch như này. Thì các bác xoay làm sao cho vừa tầm tay của các bác vừa cắt là các bác bấm. Đây. Cái bấm này là tôi giữ đây, tôi chưa có nhả là đứt cành và nó sẽ kẹp luôn ở đây. Thế tôi muốn nhả ra nó sẽ rơi như này nhá. Cái này là cái kéo cắt cành để giúp các bác tỉa những cành la, cành nhỏ hay là lấy hoa quả, lấy trái cây từ trên cao. Tôi thêm một chùm nữa nhá. Anh ơi, có nhìn thấy rõ này không? Có chứ. Nhá. Thêm chùm nữa này. Lên đi nữa. Rồi ok nhá này. Tôi bóp này. Rồi, rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào và êm ái nha các bác nha. Đưa trái cây xuống, giúp nó không có bị dập, nhả ra. Nha. Cái này thì nó là chiều dài, con này là 3 mét. Còn cây đây này, các bác này. Cái tay cầm này nó thiết kế rất là hay. Nó trôi lên, trôi xuống được, tùy tay của các bác với. Và xoay để cho các bác đúng chiều nhá. Tùy tay các bác với được bao nhiêu. Đấy. Như cái này là 3 mét này. Thế cái này thì có thể là tỉa là cành na. Có nghĩa là tỉa những cái cành nhỏ á, giúp các bác tỉa cành cây ấy, không cứ gì phải hoái ha quả nhá. Đây, đây các bác thấy không? Đây, làm cất cây. Đây nhá, nhả ra. Rồi. Rất tốt. Thế đây là cái mình dùng xong mình nhận thu ngắn nó lại, bằng cái chốt này để cho nó gọn ra. Nó quay về vị trí 1m8 nhá. Rồi. Thế bây giờ các bác vào đây, tôi hướng dẫn cho các bác lắp cái lưỡi cưa, nhá. Cái này còn một cái lưỡi cưa đi theo nữa nha các bác nhá. Đây. Đây một bộ đầu nguyên bản nó như này này. Là đầu kéo này và lưỡi cưa này. Đây cái bộ này bộ nguyên như vậy. Thì còn cái bộ này là tôi đã lấy lưỡi cưa ra ngoài rồi. Lấy lưỡi cưa ra ngoài rồi nhá. Đấy. Để lắp vào lưỡi cưa. Các bác để quay cái ốc này lên. Đấy nha, quay ốc này các bác tháo ốc người ta. Tháo ốc người ta. Ngoài ra là các bác để nguyên nhá, tháo đầu ốc ra thôi. Thì cái này là bác nhìn, các bác nhìn ở cái hình ảnh này này. Hình ảnh bao bì này nó có hướng dẫn này. Cái này khi lắp vào thì cái lưỡi cưa lắp theo chiều này. Thì các bác đặt làm sao được vị trí như vậy là ok nhá. Đây. Cái lỗ ở giữa này này, nhỏ là dành cho các bác để cái lỗ này. Hai cái lỗ vành to này là nó để ra ngoài cái ắc nhựa này. Đấy nhá. Là nó sẽ giúp giữ lại, nó cố định, không bị sạch lên sạch xuống. Và con ốc này sẽ định vị lại. Còn các bác bắt bên phía bên này ấy, thì nó sẽ mắc cái con ốc này nhá. Mắc con ốc này. Và cái lưỡi cưa sẽ va ở đây, các bác không thể cưa được nhá. Các bác phải xoay sang phía bên này này. Xoay sang phía bên này. Các bác làm theo đúng cái mô hình này này. Cái lưỡi nó vào cái lưng. Đấy, đúng cái mô hình này này nhá. À, cái lưng của cái cưa này này, nó xoay sang cái càng dưới của kéo. Xong với cái lưỡi út xuống. Đấy. Các bác xoáy ốc này là ok nhá. Thế đây là được cái lưỡi cưa. Lưỡi cưa này giúp các bác cưa những cái cành nó to hơn. To hơn một chút thì các bác có thể là dùng cưa, các bác không phải dùng kéo cắt nữa. Nhá. Đây là giúp cho các bác làm vườn từ trên cao 3 mét, 4 mét như là mấy cây sầu riêng hay cây nhãn là rất là tiện nhá. Các bác không phải leo trèo nhá. Thì bây giờ cây ăn quả là toàn bộ là cây ghép, cây chiết. Tán nó cũng rất thấp thôi. Tán được 3 mét là cũng là khá cao rồi đấy nhá. Thì bây giờ là lô hàng này lô hàng 3 mét nhá, lô hàng 4 mét thì nó chưa vào kịp các bác nhá. Đây lưỡi cưa. Thì các bác lắp vào này là các bác có thể cưa được cành. Cưa cành to nhá. À đây. Hình thức mua hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc qua bưu điện và Viettel. Các bác mua hàng thì chỉ cần alo trực tiếp đến một trong năm đầu số điện thoại của shop. Các bác lưu ý nhá. Shop là shop Tân Ánh từ Tân Yên Bắc Giang. Có rất nhiều shop bán những cái phụ kiện như thế này. Các bác lưu ý kỹ là mua của shop Tân Ánh nhá. Cho tránh nhầm lẫn. Đấy, chứ không thì nhiều khi là cứ bảo phải không thì người ta nhận phải. Nhá, gửi hàng COD đi toàn quốc cho các bác, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng. Có nghĩa là sẽ có nhân viên bưu tá của bên chuyển phát nhanh Viettel đem tới cho các bác nhá. Đem tới các bác. Đem tới cho các bác cái kéo như thế này cho các bác bóc ra và xem. Hoạt động rất là tốt. Các bác có trái cây thì ra các bác sẽ thử luôn. Nha.
Đây, vừa nói xong thì anh Lưu Tá Việt Heo đã tới để đem ra hàng cho các bác nhá. À, anh em cứ yên tâm nhá. Rồi. Là phục vụ từ Lan Z. Xin cảm ơn các bác nhá. Mọi nhu cầu xin liên lạc với shop Tân Ánh nhá, hay được gọi là shop Ngọc Ánh từ Tân Yên Bắc Giang. Xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.